Em xin kính chào tất cả các bác. Đây hôm nay với anh Cường, anh Mịch lại đi mua xe các bạn. Con này là con Rio, cuộc đời 2016, số sàn. Chạy 4 vạn 1, các bác có tin không? Cùng em đi khám phá con xe này nhé. Chạy 4 vạn 1 này. Đầu tiên mình đi quanh xe một vòng, cũng có xước sát đây các bác nhé. Đây, ví dụ như đây này, về vẫn phải sơn tỉa. Cản sau cũng thế này. Đây, tỉa gọi là vài chỗ quanh xe thôi. Đây, bên này cũng xước. Nói chung là sơn zin còn khá là nhiều các bạn. Đấy, gương này sơn rồi này. Con này là kính quanh xe là zin hết các bác nhé. Lúc nãy em xem rồi. Con này là em mua lại của một bác thợ, cho nên là nãy em không quay được. Mua tới Quảng Ninh về. Tất cả các kính là zin. Đây, xem cái phần trong xe trước đi nhỉ. Ngồi luôn lên đây. Đây các bác này, 4 vạn 1 này. Nhìn tất cả các thứ còn zin này. Khá là mới luôn. Gọi là mới, rất mới nhá. Từ củ số này, vô lăng này. Đấy, mấy cái phím bấm chưa mòn tí nào luôn. Có chìa nhỉ, đem thử cho các bác xem cái ô đô này. 4 vạn 1. Đây, 4 vạn 1 522. Rút cật chìa đỡ kêu đã. Trần nỉ này nguyên bản nha các bác nhé. Còn như mới luôn. Khen nhiều quá các bác lại không thích nha. Đây còn hàng ghế bên phía sau này. Tất cả các ghế là vẫn nguyên bản nha, không nhăn, không rách nhé. Đây, mỗi chỗ này bị tí thôi, sứt tí. Để xem cái quan trọng đi nhỉ, phần khoang máy đi. Khoang máy con này thì được dọn rồi, nhưng mà là không dùng chất gì dọn rửa nhé các bác nhé, chỉ bằng nước rồi là rửa sạch đi thôi. Bình thì mới thay năm 2023 này. Bình cộng gạt đấy, chắc là thay cả gạt mưa mới. Lâu ngày cao su nó mụn mà. Đấy, còn máy này thì nguyên bản nha các bác nhé. Từ răng co luôn. Đây, các cái ốc của keo còn nguyên này. Còn phần đầu cabo thì còn zin đen luôn. Đây, ốc cabo này. Đấy, rồi phần chỉ đây. Hình bấm lỗ là còn tròn này. Cả hai bên tay như thế các bác nhé. Đấy, zin đét luôn. Đèn thì sáng choang. Đây còn cái lốp đây, để em xem cái đét lốp này. Kumo. Đét lốp ở đâu nhỉ? Chưa thấy đâu luôn đấy. Lốp còn dày nữa. Khá là đẹp. Dày cộp luôn, các bác cứ đi vài vạn nó thoải mái. Phần tai bên này cũng thế này. Lốp nữa này. Tuy nhiên là nó cũng gọi là có vài vết vào rồi các bạn, nhưng mà đi vẫn ok. Để mà cái đây xuống nào. Biển 14 Quảng Ninh này. Rất hiếm khi mà cái con số sàn mà không chạy nhiều các bạn. Lâu lâu mới gặp được con thôi. Đây còn là phần chỉ cửa đây. Chỉ thì zin đét luôn, cả ốc luôn. Để em cầm. Đấy, để em quay từ từ các bác cửa phần chỉ nhé. Đây là cửa trước bên phụ này. Đấy. Chỗ này là mấy cái này là để nhét vào, chắc là chống chuột. Chuột đỡ vào. Đây, ốc ác này. Mấy cái phần tay nắm cửa còn mới nguyên này. Con này là gốc Hải Dương, đăng ký vào Quảng Ninh 2021. Chạy 4 vạn 1 km. Đấy, quay hết những phần tâm lý cho các bác xem. Đây, cửa đằng sau đây các bác. Gốc Hải Dương về Quảng Ninh 2021. Bây giờ đang mang biển Quảng Ninh.
phần cửa sau đây. Lốp bên đằng sau này. Đấy, mấy cái la răng này còn khá là mới các bạn. Khỏi sơn đâu nhé. Bà bu lê đây. Rồi, để xem cửa bên đằng lái nào. Từ cửa sau trước đi. Đây, bốn cánh như nhau các bạn. Chỗ này còn có gai luôn này. Ốc đây. Cái cửa sau bên này có vẻ là ốc cửa là tháo rồi nhé các bạn nhé. Em nhìn thấy là có vẻ tháo nhưng mà chỉ thì vẫn zin. Kính thì zin toàn bộ rồi. Phần cửa lái đây. Rồi, đây bên này chắc cũng chống chuột. Đấy, có vết chuột cắn cắt này các bạn. Đấy, nhét cái này vào. Nhét vào để chuột không vào. Chân côn, chân phanh đây. Cảm giác chỉ hơi mòn thôi. Thích cái vô lăng này thôi các bạn. Nhìn nó có gai, nó bình thường là nó sẽ mòn hết đây luôn. Nhưng con này đẹp. Tắp lô, tắp ly rồi. Xem cái cốp nữa nhỉ. Cốp con này thì dán chống ồn rồi các bạn. Chống ồn rồi. Đây phần chỉ, phần ốc cốp đây. Đấy, cái này có cái nở để em bóc là đấy. Để các bạn nhìn rõ. Vẫn zin đét nhé. Ốc zin. 2016 mà được một con đẹp này thì hơi hiếm. Đây, hai bên này. Phần này thì dán chống ồn rồi. Anh Cường này mệt quá vóng nước anh. Lốp sau cũng thế nhé, khá là dày luôn. Đây. Tuy nhiên là vẫn có xước sát, xước hôm nay em quay sơ qua cho các bác rồi. Form dáng của em nó đây các bác, 2016. Nói chung là về tổng thể con này là tươi, khá là tươi. Đấy, em chỉ quay sơ qua mấy phút vậy thôi. Vậy em lại mai em lại quay tiếp một lượt nữa cho các bác nhé. Rồi, vấn đề cuối cùng là đẹp đến đâu cũng phải có cái giá của nó các bác nhỉ. Con này thì em đang bán với giá bán nhé, là 269 triệu. Bác nào kết thì có thể alo em, số điện thoại em để góc màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Em đi di chuyển đi về đã.